Đây là trên đoạn đường mà mình từ Củ Chi đi về phía trung tâm Hồ Chí Minh để mình ra sân bay Tân Sơn Nhất. Thế còn đây là dưới hầm này thì là mình đã sắp đi tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Đây là đã đi lên đến trên đường thì bắt đầu thấy có nhiều xe cộ cũng như nhà cửa tấp nập hơn bởi vì là mình đã vào đến trung tâm thành phố rồi. Ở đây như các bạn thấy thì xe đã đông lên hơn rất là nhiều đúng không? Bởi vì mình sắp là tới được cái chỗ sân bay Tân Sơn Nhất. Tại này thì là mình đang ở trong cái xe để đi ra sân bay. Đây là bên xung quanh bên ngoài. Đây là lúc mọi người đã bắt đầu đi xuống xe và đi ra máy bay. Đây mọi người đã bắt đầu xếp hàng vào máy bay và mình đang quay lại cảnh bên ngoài trên máy bay. Bye.